Ủa bác, bác. Ừ? Tự nhiên rằm mình phải cúng gì vậy bác? Thì cúng trong nhà trong cửa con, cầu xin đất đai thổ địa thổ thần phò hộ cho mọi người trong gia đình khỏe mạnh, được làm ăn buôn bán phát tài phát lộc, hiểu chưa? Vậy thí dụ mà mình không cúng á, là mình bị xui rồi mình làm ăn mình hẻo lắm hả bác? Bậy bậy, không có ai quở trách gì hết, nhưng mà mình có thờ thì mình phải cúng. Ta nói có thờ có thiên có kiên có lành, hiểu chưa? Ừ. Bác, bác. Hả? Nhưng mà thí dụ mà trái cây mình cúng á, là mình cúng trái gì bác? Tùy lòng của mình. Thí dụ những người nghèo ta không có tiền ta mua trái cây thì có ly nước thì cũng cúng ăn thua cái lòng thành mình thôi. Trái cây thì trái nào cũng được hết trơn á, hiểu không? Nhưng mà cúng xong là mình cũng ăn chứ ơn trên đâu có ăn đâu, con hiểu không? Thì ăn thua mình thôi. Bác, vậy thí dụ mà cúng á, mình cúng mình thích trái gì mình ăn trên đó vậy? Thí dụ con cúng sầu riêng nha bác. Trời ơi con, đời nào sầu riêng mà cúng, nó gai góc muốn chết. Sầu riêng là mình thèm mình mua ngoài mình ăn. Còn cúng là người ta cúng thí dụ như thanh long nè, xoài nè, mận nè, rồi cam nè, quýt nè, hoặc là trái chôm chôm, hiểu Ủa chưa? Bác, đâu? Bác nói lộn rồi. Sao? Chôm chôm gai nó cũng nhỏ li ti quá trời luôn. Thanh long con thấy nó cũng chỉ ra quá trời luôn đó bác. Nhưng mà khi người ta cắt ra thì nó mịn màng, hiểu không? Nó không có gai góc như là sầu riêng, hiểu chưa? Sầu riêng mà đâm vô lỡ là đâm trúng tay đau, nhưng mà sầu riêng hồi nào thì không ai cúng hết trơn á. Con hiểu không? Con hiểu rồi. Giống như là sầu riêng á, có chữ sầu ở trong đó, người ta nghe người ta thấy buồn buồn á nên người ta không có cúng. Ừ thì tạm gọi là vậy đi. Làm tin để bác cúng nghe không? Dạ dạ. Bác. Bác con chụp hình bác cái. Trời ơi cúng kiến mà chụp hình cái gì? Cầm em luôn bác. Đâu thấy chưa? Đó. Thiệt tình nó làm cho tôi mất tập trung luôn vậy đó. Rồi đó, giờ hỏi gì hỏi đi. Không, thí dụ mà hỏi là con hỏi trong cái lúc hồi nãy bác cầu nguyện gì vậy? Bác cầu nguyện xong rồi con đâu có hỏi chi nữa đâu. Nói nghe nè, thí dụ mình khấn mình cầu nguyện là muốn xin cái gì? Hồi nãy giờ hiểu chưa? Cũng chưa nữa hả? Không phải, tại con thấy nhiều quá, cầu kỳ quá, phức tạp quá. Con sợ là con quên xong mốt con làm sai xong con bị quở. Cho nên là bác đợi chút xíu đi, con vô con lấy cái tờ giấy xong bác ghi lại cho con. Bác ghi lại hết tất cả những cách cúng hay là cầu nguyện gì, đọc sao, cúng bao nhiêu cây nhang rồi sao. Bác đợi con xíu, con vô con lấy nha, đợi con xíu. Trời ơi, cần gì viết, cứ ghi, trời ơi, ăn thua cái lòng thành mình. Hay trời ơi, thiệt các bà này. Con lặt rau cái này là mồng tơi chứ đâu phải bồ ngót đâu mà con vuốt vậy rồi nó dập rau hết sao? Trời bác cưng mấy cái rau này chi vậy? Mình ăn xong á mình cũng ăn vô bụng mình. Thì hả coi như là nó cũng tè le tắc lét thôi, gì đâu. Trời thì á con lấy con lặt rau là rất là đơn giản. Bác lặt xong con lặt y chang vậy thôi, nhưng mà con tiết kiệm thời gian hơn. Con có một cái phương thức mới, bác thấy hay không? Đó nãy giờ mà con lặt được nguyên đống rồi đó. Không được, con phải coi cái rau cái nào tốt thì mình lấy, còn sâu hay hư thì mình vụt, chứ đâu có phải cái nào con cũng vuốt gì hết con. Con tưởng nấu thôi thì mình cứ cho vô bụng mình như đây ăn thoải mái rồi đâu cần mà chưng ở đâu, đúng không bác? Trời ơi con nói gì mà nói được hả? Rồi, thôi vậy con xin lặt nhẹ nhàng,
từng cái, từng cái. Con lặt thì tới sáng luôn á. À, bác, nhưng mà hồi nãy giờ con lặt quá trời, con thấy trong cái rổ rau này nè đủ loại hết trơn á, mà con không biết rau gì là rau gì hết trơn à. Gì? Con không biết rau gì hả? Dạ, đâu biết đâu, lặt trời thôi. Trời đất ơi, con ơi con. Vậy sao con nói với bác là con nấu bàn tiệc là bao nhiêu món, bao nhiêu thức ăn, trời ơi, cả trăm món mà cái rau này đơn giản mà con không biết là sao? Thì con biết mấy cái rau phức tạp và mấy này đơn giản mà sao không biết được. Con nói giỡn thôi chứ bữa bác cũng biết cái trình độ nấu ăn của con sao rồi, đúng không? Với lại mấy cái này nó kiểu giống như là nó bèo bọt quá, con không có để ý tới. Con không biết nó thiệt, nhưng mà tụi nó đứa nào cũng biết con hết trơn. Vậy đó hả? Dạ. Vậy biết con bây giờ nè. Nè. Dạ. Rau này rau gì? Rau này hả? Rau này là rau cái này rau là lan. Lan đúng rồi, con định nói luôn là chưa gì là bác nhảy vô bác nói rồi đó. Vậy đó hả? Dạ, rau lan. Rồi. Còn cái rau nãy con lạc mà con đập cái này đó. Này hả bác? Ừ. Cái này con biết nha. Cái này là rau mồng tơi. Ừ. Hay ăn lẩu lắm. Ừ. À, nhờ bác. Có thêm một cái nữa con thắc mắc á, con không hiểu sao nó tên là mồng tơi bác ha. Nói cái tên gì khác đi, tự nhiên nghe cái tên mồng tơi. Trời ơi, thì hồi nào tới giờ ta kêu nó mồng tơi thì mình kêu nó mồng tơi. Nhiều khi miền Nam mình á là kêu mồng tơi, nhưng mà khi miền ngoài thì không biết kêu rau gì thì bác không biết. Dạ. Con thấy không, ta nói tiếng Việt mình nó phong phú lắm. Thí dụ như ở trong miền Nam mình á, trái thơm ha, còn cái chỗ khác kêu là trái dứa hoặc là trái khóm. Dạ. Đó, nó nhiều tên nhưng mà mồng tơi này thì chị bác chỉ biết cái là kêu là mồng tơi thôi hà. Vậy con không biết nó còn tên gì nữa không bác ha? Mày còn tên gì nữa không vậy? Tôi nói mà trả lời thôi bác chạy. Xỉu liền luôn á bác. Anh này giờ nghe bác hỏi nè. Tại sao con tên là Bảo Anh? Thì má con đặt. Vậy à? Tại sao má con không đặt tên khác mà lại đặt tên Bảo Anh? Sao vậy ta? Sao tự nhiên Bảo Anh bác ha? Ừ. Sao không đặt thí dụ như Bảo em, Bảo chị, Bảo chú gì tự nhiên Bảo Anh? Thì đó. Không, mà con thấy hợp lý bác. Bảo Anh tự nhiên mình nghe Bảo, xong Anh nó ngang qua. Tự nhiên Bảo em, xong Bảo chị, nó kỳ lắm bác. Má con thích đặt là má con đặt à? Vậy đó hả? Dạ. Hay là bây giờ an toàn nhất con đưa số điện thoại của má con cho bác. Bác gọi cho má con, bác hỏi là chị ơi sao đặt tên nó Bảo Anh vậy nha. Trời ơi, tôi không có rảnh nè cô ha. Cô cũng ở không ghê. Trời ơi, tự nhiên gọi điện thoại hỏi sao đặt tên con như vậy. Trời ơi. Vậy chắc đơn giản là má con thích thì má con đặt thôi. Ừ. À bác. Hả? Khoan đã, nhưng mà con hỏi thêm một câu nữa nha. Ừ. Ủa bác, nhưng mà cái rau mồng tơi nè, ai đặt tên cho nó là mồng tơi vậy bác? Bác không biết ai đặt, nhưng chắc ông bà xưa đó. Tại vì từ hồi bác đi chợ bác biết tới giờ là biết nó mồng tơi thôi ha. Ủa khoan, nhưng mà đáng lẽ là bác cũng phải có thắc mắc giống con chứ. Bác tin không, có lần nha, con ngồi ngay nhà con ngồi con nhìn hết tất cả mọi thứ xung quanh con hết. Tụi sao con gọi là cái nhà, tại sao không gọi là cái khác không? Ví dụ mình cái nhà mình gọi là cái tủ mình gọi là cái nhà chẳng hạn. Cái này tại sao gọi là cái rổ, tại sao gọi là cái áo, tại sao gọi là cái quần? Con không biết ai là người đặt tên luôn á bác. Thì đã nói là ông bà xưa mà, trời ơi sao hỏi. Khoan, bác cho con hỏi bác thêm một câu nữa. Thôi đừng có hỏi tôi là ông bà xưa tên gì, nghe là bác không biết thiệt á. Không, con không hỏi. Con đang tính hỏi là, ủa bác, cái con sâu là con sâu gì vậy bác? Bác sợ sao? Bác sao vậy bác? Ôi bác ơi, con xin lỗi bác nhiều nha. Con không có nghĩ là bác sợ sâu dữ vậy luôn á. Bác biết không, từ tối hôm qua tới giờ hả, con ăn không ngon, ngủ không yên luôn. Con chỉ muốn qua coi tình hình bác gái như sao nè. Nè, nói cho con biết nha, để con để ý nha. Con đừng có thấy mấy đứa con gái ở dưới quê hay là những người lớn tuổi dưới quê mà tưởng người ta không sợ mấy con sâu con bọ này kia đâu nha. Rồi nè, dặn con cái này con phải nhớ thật kỹ là sau này đừng có đem bất cứ một con vật nào mà đem ra hù bác gái. Trời ơi, bà chết, bất đắc kỳ tử là chết luôn á. Dạ, sợ quá luôn á. Vậy là cái này á là bác gái đã sợ từ hồi trẻ luôn rồi đó hả bác? Hồi trẻ luôn. Dạ. Để kể, con nói nhớ kể chuyện này cho con nghe nè. Dạ, dạ. Hồi lúc mà bác với bác gái hai người quen nhau đó nha, lúc đó là chiều, dẫn bà đi uống cà phê. Uống cà phê luôn. Trời, tưởng ăn kem hay gì, uống cà phê đàn ông quá. Rồi thì vậy đi, dạ, ở dưới quê nó vậy đó. Rồi cái vô trong quán của người ta mà
kêu nước rồi chưa có kịp ta bưng ra gì trên trời, bà nhìn bà ngắm cảnh này, này kia cái nọ, bà lên bà nhìn thấy ở trên trần nhà có con thằng làng trời ơi, con biết bà đá các bạn có rầm, bà làm cái rét bà chạy khỏi chỗ đó liền luôn á. Trời ơi, mà là con thằng làng đu ở trên cái trần nhà hả bác? Ừ. Trời đất ơi, con tưởng con thằng làng mà nó nhảy vô cái ly một cái là cho bác gái hả đục tử luôn á, sợ quá, ghê quá thiệt luôn á. Bác vậy là tính ra là hồi trẻ là cái lúc đó là bác gái sợ mấy cái này sợ mấy cái kia, vậy là từ lúc mà bác gái mới quen với bác luôn. Ừ, mới quen với bác vậy là tính ra là khoảng nhiêu tuổi ta? Cái đó, lúc đó thì bác khoảng 20. Dạ. Còn bà thì độ chừng khoảng 16. Ôi, 16 tuổi mà có bồ là ăn chơi hơi sớm nha. Ồ, ghê luôn á. Thôi mà con công nhận nha, người ta nói là 16 là bẻ gãy sừng trâu, cho nên kiểu mà dạng dĩ mạnh mẽ lắm mà sao bác ái yếu đuối dữ vậy ta? Cái đó là 17 tuổi. Dạ. Mới bẻ gãy sừng trâu. Tôi mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi. Dạ, thì coi như là thiếu một năm chưa bẻ được. Bác, nhưng mà tính ra là bác với bác gái quen bao lâu rồi mới cưới? Thì để coi, khoảng 3 năm. Bác, vậy mà lúc hai bác cưới nhau xong rồi đó, hồi bao lâu mới đẻ ra anh Dũng? Cưới xong thì... Có bầu liền! Ui, đừng giấu con, nói thiệt cho con nghe đi. Có phải là ăn cơm trước kẽn không? Có bầu xong mới cưới đúng không? Đúng rồi, bởi vì con nói là quen 3 năm là chán lắm rồi. Bởi vì cái trường hợp là bác sĩ kêu cưới thì mới cưới. Có đâu. Vậy là đẻ anh Dũng trước. Rồi sau đó mới đẻ anh Sĩ. Mà sao hai bác không làm đứa nữa? Ở cái này con phải hỏi bà. Phải không bà? Cái gì hỏi tôi? Trời đất ơi, cái này cũng phải là hai người mới đẻ được đứa chứ. Một mình tôi sao tôi đẻ được, sao ông hỏi tôi? Trời ơi, tôi không có biết gì để hỏi tôi nữa, mệt quá. Cái này bà quyết định mà đúng không? Sao quyết định được? Sao tôi quyết định được? Ông mới là người quyết định chứ. Thì nhờ có bà cái bên nhờ cái gì? Tôi hỏi bà. Nhờ cái gì? Đàn ông là ăn thì cái gì cũng phải kiên quyết chứ. Mình phải có cái định kiến của mình, cái gì cũng hỏi là sao? Không phải trời không phải định kiến bác, chính kiến. Là vậy đó. Chính kiến không. Trời ơi, đàn ông mà mình nói được vậy? Dạ. Trời ơi, trong nhà này ông không là cái gì hả? Cái gì cũng tôi hay sao vậy? Trời ơi trời. Bác, con xin lỗi bác. Tại vì nãy giờ con hỏi chung, bây giờ con chỉ đích danh con hỏi luôn bác gái. Hồi lúc mà bây giờ nè, bác cũng còn đang mệt, hiểu không? Bác chưa có trả lời con liền đâu. Mà bác thấy con cũng ở không lắm. Hỏi cái chuyện đời xưa tích cũ gì. Bây giờ nè ha, bác khỏe thì bác sẽ trả lời. Nhưng mà trả lời là một lần một, chứ không có trả lời lắc nhắc. Nè, lấy cho nó cuốn tập 200 trang, nó ghi hết những câu hỏi ra đi, tôi sẽ trả lời hết. Nghe chưa? Dạ. Còn ông nữa, đừng hỏi ổng. Hỏi ổng, ổng biết gì ổng trả đâu. Hỏi ổng cái gì cũng nói, để hỏi bà đi. Hỏi tôi chi? Nếu mà trong nhà tôi không có thì hỏi ai? Trời đất ơi, đàn ông, đàn ai gì mà nhu nhược vậy? Cái gì cũng dở là sao? Hả? Má là tôi bệnh đó, má là tôi mệt đó. Tôi còn khỏe nữa thì tôi cực cỡ nào. Thì khổ ghê luôn. Dạ, con xin lỗi vì con đã làm ảnh hưởng nội bộ. Con xin phép lui. Dạ. Ra hỏi anh Dũng cũng được. Không sao đâu, con ghi hỏi một lần thôi. Dạ. Nó hỏi gì rồi ông nhớ không? Hồi nãy tôi phải đưa vậy nè. Quen tôi mấy năm rồi cưới tôi cũng không nhớ, thì phải đưa gì mới nhớ là 3 năm hả? Bởi cái đầu óc ông sao đâu á, thiệt mệt ghê luôn vậy đó. Thình lình lắm. Bất thình lình cái gì? Tại sao bất thình lình tôi biết mà ông không biết là sao? Có khi là trong đầu óc ông có bao giờ có hình tượng của tôi, đúng không? Thank you.